Việc này thì công đoàn cứ chủ động cử người đi, tôi sẽ đi riêng. Dạ. Dạ. Dạ chào anh. À. Dạ xin phép. Hân à, cháu gì viết lại đi. Thưa chú, chú có thể cho cháu biết. Bài viết quá sơ sài, cháu phải cần xuống công ty để tìm hiểu thêm, viết sinh động vào. Nhưng chị trưởng phòng. Cái cô Bích Thủy trưởng phòng nè, quá dễ dãi với phóng viên mới ra trường là làm cho cháu hư đó. Cháu về viết lại rồi đưa trực tiếp cho chú. Về viết ngay đi, rồi chú sẽ cho in vào số sau. Dạ. Anh có thể cho tôi biết vì sao công ty làm anh tên trường Việt không? Việt là nước Việt, trường là trường cũ, trường tồn. Công ty dài trường Việt là công ty dài của người Việt Nam. Nó sản xuất ra những đôi giày trường tồn với thời gian. Hay. Nào, bây giờ cho tôi nghe thử giọng hát vàng của công ty nha. Ờ, cô ta tên là gì hả? Là Ngọc, Thanh Ngọc. Tôi là Thanh Quang, cô ta là Thanh Ngọc. Vậy là có duyên rồi. Tôi phải sáng tác một bài thật hay mới được. Hà Nội ơi, tia xanh màu áo hôm cho, nhìn con đường thân quen còn đó, tiếng giao van đâu đây, nghe động trời đêm. Hồng Hà ơi, bờ mái khe khẽ thuyền về, cánh mẹ thì thầm gục đầu vào dĩ vãn, tiến về kêu râm ran suốt đêm hè, dòng dân ca sau gửi nhắn Hồ Gươm. Dạ. Em có chất giọng khá tốt, hay cứng, nhưng em có nhược điểm là chưa thật chập tâm, chưa thật đam mê, tóm lại chưa có lửa. Em nghe anh hát thử nè. Hà Nội ơi, tươi xanh màu áo học trò, những con đường thân quen còn đó. Nhưng không sao, bước đầu như vậy là tốt rồi. Bây giờ tôi sẽ về sáng tác bài hát. Dạ. À, anh nói còn khoảng bao lâu nữa thì đến hội diễn vậy? Còn khoảng một tháng nữa. Ok. Phương, con nghe nè, điều bà sắp nói với con là một điều rất hệ trọng. Má con bệnh rất nặng. Cách đây gần 2 tháng, má con bị ngã cầu thang. Bà đưa đi bệnh viện là chữa lành. Vài hôm trước má con đang tắm thì bị trúng gió, bây giờ vẫn còn nằm ở bệnh viện. Vậy má con bây giờ sao rồi ba? Tạm thời thì chưa sao, nhưng chắc không lâu nữa đâu. Bác sĩ trưởng khoa đã nói với ba như vậy. Ba con. Dạ. Má con sao hả ba? Má con muốn con phải đi về giúp ba điều khiển công ty. Dạ. Thôi, con hãy về đi, chuyện học hành gác lại để tính sao. Dạ, thôi được rồi ba. Bây giờ con sẽ thu xếp chuyến bay để về nhanh với má. Chuyện học hành tính sao nha ba. Dạ. Con chào ba. Vậy đi con. Con tắt máy nha ba. Chào con. Ông ấy ăn mặc thì không biết thế nào nữa, nhưng em nghĩ ông ấy có vẻ rất kiêu. Người ta là người nổi tiếng, kiêu là đúng rồi. Nhưng đúng là ông ta có tài. Mới nghe em hát có mấy câu mà ông nhận xét em thiếu lửa. Có lửa làm sao được khi không khí như vậy. Ông lại là người lạ. Lúc ông xưng hô anh em á, chút nữa là em cười. Ông đã còn già hơn ba em nữa. Có lẽ dân nghệ sĩ hơn như vậy đó em. Ngọc nè, mà chắc hồi diễn kỳ này anh không đem đàn cho em hát được rồi. Sao lại như vậy? Anh không đàn em không hát đâu. Thiệt không? Thiệt mà, anh không tin em hả? Để anh xem ha. Anh nghe nói nếu được huy chương á thì còn được đi Hà Nội để tham dự hội diễn toàn quốc nữa. Giá mà hai đứa mình được đi.
những việc anh Thịnh làm, chúng ta thấy đây chính là một con người mới xã hội chủ nghĩa. Một con người hết lòng vì tập thể, một con người cống hiến cho công ty, cũng như cho đời từng giây từng phút. Bên cạnh đó, ở công ty Trường Việt, những con người tha hóa biến chất như ông Trì, bà Chất đáng bị lên án. Và ngoài tòa án lương tâm mà chúng ta thường kêu gọi, thì chúng ta cần phải dùng cả tòa án hình sự mới đủ sức răn đe những kẻ có bản chất xấu xa, có thể nói rằng không thể nào cải hóa được. Ta không có lý khi nói nhà báo nói thêm. Thực tế vốn dĩ thô sơ, không nói thêm một chút thì làm sao hình tượng lấp lánh lên được. Anh, em làm xong rồi. Đọc đi. Tôi đứng ra tố cáo anh Thịnh không phải vì anh Thịnh có gia chạm chứ. Không phải vì va chạm với cá nhân tôi, mà chủ yếu là để công ty nhìn ra một con người ích kỷ, luôn được che đậy dưới vỏ bọc vì công ty, vì người lao động. Đây. Anh quả là số 1. Mày á, về chép lại đi. Mày thấy anh mày không? Nhúng bút vô là khác. Tuy bút á không phải là dao, nhưng mà nó khiến người ta chảy máu, chảy hoài, chảy cho đến chết. Anh quả là thần bút. Anh ta kích động công nhân đấu tranh, rồi chính anh ta lại kêu gọi công nhân hãy biết kiềm chế. Để làm gì? Không phải là để ban giám đốc phải kiêng nể anh ta hay sao? Tuyệt vời, em kính nể anh. Tao biết á, mày nịnh tao, nhưng mà tao vẫn thích. Thôi, đi làm đi. Nè, nhớ tao dặn em đi. Đúng là alo. Alo, anh Thanh đó hả? Ờ, tôi đây. Cho tôi gặp cô Ngọc được không? Dạ được. Tốt, tôi đưa cô ấy lên phòng thu, không có gì ảnh hưởng chứ? Dạ chắc không có gì đâu ạ. Tốt, anh nói cô ta ra ngoài đi, xe ô tô của tôi sẽ đến đó. Dạ chào anh. Anh Ba, anh Ba. Dạ. Ông chủ gọi tôi. Anh đến công ty Trường Việt. Dạ. Rước cùng Ngọc tới nhà hàng bờ sông. Dạ. Đi đi. Dạ.
Phương. Ủa, ba em đâu rồi? Ba em ở nhà lo cho má. Giờ anh ra đón em. Cơ quan. Cơ quan sao anh có vẻ lúc túng như vậy chứ? Em qua Mỹ làm thám tử hả? Gần đây anh nói chuyện điện thoại với em không được tự nhiên cho lắm. Có cô nào rồi phải không? Đâu có đâu, tại em thay đổi nhiều quá. Em vẫn là em thôi. Thôi mình đi. Anh đã bắt đầu sáng tác nhưng vẫn chưa được, chẳng có hứng thú gì cả. Nè, mời em. Em không biết uống rượu. Đây là rượu vang, em uống một ly thôi. Chắc anh là một kẻ nghiện rượu. Không có rượu, anh không có hứng thú làm việc gì cả. Em nghĩ ông nên uống ít thôi. Anh nói thật đó, tình bạn của đám nghệ sĩ tụi anh được xây dựng trên bàn nhậu. Không có rượu, lúc nói chuyện với nhau nó cứ ngượng ngượng sao đó. Em ăn đi. Vậy để em. Vậy còn vợ có ông thế nào? Vậy em không đọc báo à?